Hello và xếp chào anh em nha, quay trở lại với channel mình đây là từ đường phố rồi mọi người nha. Chào anh em game hãy tạo chém nha, từ đường phố rồi bạn. Ok, quay trở lại video ngày nay chưa ở video cho anh em xem video, vẻ đầu video anh em xin like và một subscriber channel phát triển nha, cả anh em rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi săn cốt quà và cùng nhau đi quẩy sự kiện mới của game anh em. Nó cùng nhau đi hốt quả đen chung mới các bạn, không biết là anh em đã lượm chưa, lượm trường tôi đi lượm bạn nha. Chúng bắt động có quà này, rồi sự kiện như bữa ạc này cũng quẩy sương sương cũng xong, nói chung là cũng ổn rồi đúng không nhỉ. Điểm rank ổn thôi chứ xong thì chưa các bạn, ghé fanpage là anh em. Hôm nay thì chúng ta có code dùng chung mới anh em nhé. Hôm nay tôi vừa làm về sau mấy ngày vất vả giờ lên clip anh em xem được. Chúng ta có code tại kame.vn.gipcode này. Ok, code tuần mới chúng ta đây anh em, JL5KZB3FAZIM2 anh em. Đây code dùng chung mới, bạn nào chưa lượm trên thổ lượm bạn nhé. Ngoài ra thì chúng ta còn thông báo gì nữa không, xem nào. Cập nhật tướng Hirori vào L1 rồi này anh em này. Bạn nào chưa biết thì có thể cập nhật thêm anh em. Tướng Hirori hiện tại đã vào quyển L1, anh em nhớ vào là lấy nhận cấp tướng. Thèm ăn bánh tét bữa giờ luôn. Mini ơi. Nhân dầu mỡ, nhân đậu xanh, nhân chuối, nhân phẩm. Thích thì đâu được đâu, cập nhật vật phẩm. Hình như là chưa anh em, không có cập nhật gì mới, vẫn là mấy sự kiện gần đây thôi. Nói chung thì chúng ta hôm nay có code dùng chung mới đó, bạn nào chưa lượm xin thổ lượm code, tôi vừa mới check đầu video rồi đó. Sao không được nhỉ? New này ai bây giờ? Kaido. Cứ Kaido Hibila không? Cứ Kaido Hibilai mà úp. Luffy cũng chẳng thua, cứ Kaido Hibilai mà úp. Ở bên này thì như cũng này, nhưng có sự kiện mới có 10 sao. Mới có 10 sao mà đam. Triệu 6 à. Triệu 6 à. Ồ. Khủng đấy chứ đùa đâu anh em. Nghe bảo Kaido chơi quả chí mạng sát thương chí mạng này này anh em này. Đây này. Kaido đẩy cho quả chí mạng sát thương chí mạng là đỉnh lắm anh em. Rồi. Nó có không phải cái này các bạn. Đâu ta? Sát thương không phải cái này luôn các bạn. Nó có 2% công á. Không phải cái này luôn các bạn. Ừ. Còn vụ lên này nữa hả? Đỉnh đấy. Đâu ta? Tôi nhớ là nó có cái bộ nguyên bộ chí mạng mà đâu nhỉ? Nó nguyên bộ là chí mạng và chí mạng luôn anh em. Máu. Quầy hào đây. Đây các bạn này, đây. Đó, chơi vào chơi nguyên bộ đây anh em này. Đó, 21 chí mạng, 56% sát thương chí mạng. Và 9% công các bạn. Đây. 1.1 triệu công, tí tôi tát đam cho anh em coi. Asabo là bên phần chỉ huy bọn rồi, ok. Đây, động quá các bạn. Rồi, ok, đi nhập code anh em nhỉ. Hốt quả code dùng chung mới xem gì rồi, đi test đam boss luôn anh em. Thế bảo Asabo chơi quả full sát thương chí mạng nó đỉnh lắm. Đam nhỉnh lắm luôn nhưng mà không đâu anh em.
Có đây tuần mới chúng ta có một belly 10 FP, 10 thùng bia, 200 Z Luffy và 15 trái ác quỷ các bạn. Rồi ok lượm luôn. Xem nào, boss còn không anh em? Boss tự nhiên như tôi hắn còn để hết rồi. Rồi ok bạn này vẫn còn đánh được rồi, chỉ huy. Đây các bạn, Isabo đây. Rồi cài đồ mình trước đi. Đây các bạn nhé, để xem Isabo này đam có to không ạ, có được đam nhiều hơn không thôi, chứ to không chứ, chứ to nhưng đam nhiều chắc chắn vẫn đam to chứ, nó chắc chắn là vẫn đam to đúng không ạ. Ở đây chắc chắn là vẫn thua Kaido đồ thôi, nhưng mà Isabo đảm bảo hôm nay có đam anh em. Kaido vụt nào, rồi siêu tướng Isabo. Từ xem các bạn, xem siêu tướng Isabo về được bao nhiêu. Ui ít thế nhờ, quẩy 286 tỏi các bạn, trong đó quẩy Isabo đam được có 9 tỏi rồi anh em, Isabo đam 9 tỏi nói chung cũng được. Còn lại Nufinica với cả Kado 280 mấy tỏi cũng chỉ đến đấy thôi à. Ôi, mỗi bên một xíu vậy anh em. Thôi đi càn quét tí vậy, kiếm thêm ít tỏi đam vậy. Ở đây là nhìn thấy không 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 có hy vọng gây đam được nhiều rồi anh em, nên thôi đam mỗi bên một xíu, lấy thêm ít tam được rồi các bạn. Rồi ok. Vé dành tay này hắn còn anh em, mà em quên quá. Tôi mà em quên cái vụ vé dành tay album. 3 ngày nữa thì mới nhận được quà bên này anh em. Album nào, 6k. Cứ mỗi hôm thỉnh thoảng vào mới đấy, 16 anh em, 17 nên 17, 18 là ngon rồi. Trời, 18 biết mà, 19 có không? Hơi khó anh em, giờ ra tấm 19 cũng thuộc dạng nhân phẩm đấy. Không có luôn các bạn, 3 tấm, ngon lành, 6k được 3 tấm. Nói cứ đâu đâu nhảy vô làm xíu đâu được rồi. Đấu trường Pian 94 triệu anh em. Đây các bạn gặp được bác 95 triệu này. Ui dồi ôi. Demo những cái quả tim các bạn nhìn trông sợ thật sự này. 2 Kaido, 2 BP, 2 Proof anh em. Không cần số lượng anh em, chỉ cần chất lượng các bạn. Không cần phải nhiều tướng các bạn. Trời ơi, nhiều làm gì, nó cũng nằng nhằng chứ được cái gì đâu. Nhiều để làm gì các bạn, nhiều để làm gì. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Ăn một chì cà đô rồi bạn thì chắc là ối rồi luôn các bạn. Nhìn là thấy rồi các bạn, nghi rồi. Dạo chơi thôi anh em, nói chung đi hôm nay cập nhật qua qua đây làm chung mới thôi anh em. Thì cái sự kiện này của Ấn thôi anh em tranh thủ tham gia. Đấy, ngoài ra về cách điều sư tướng Isabo đây, dành cho bạn nào chưa biết, hiện tại sư tướng Isabo đang được anh em truyền tai nhau rất nhiều về vụ đã điều cho cháu nó phun bộ sát thương chí mạng, chí mạng sát thương chí mạng thì phải, tôi chẳng nhớ lắm, hay sát thương chuẩn ấy thì tôi chạy lại coi. Nói chung là anh em chịu khó lần, nói chung hiện tại tôi thì vẫn chưa đủ lần để mà test anh em, thì tạm thời chỉ qua qua thôi. Cái đấy trước đây, bye bye người nhé, hẹn các bạn tiếp theo thì bye bye.